Mình ngày hôm nay để chơi tài xỉu anh ạ. Tipo Poker anh em nhá. Tipo Poker, ok. Thì anh em cũng không còn xa lạ gì với luật chơi hay là giao diện hay là cách tính điểm gì cả. Mình không nhắc đến gì cả anh em ạ. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi cùng anh em luôn. Chơi khô máu cùng nó luôn anh em nhá. Chơi khô máu luôn. Đó. Thì anh em thấy không? Giao diện này rất là tuyệt vời luôn, rất là đẹp luôn. Mình không còn lời nào để còn để khen nữa. Thì tài khoản của mình hiện tại đang là có 20.666.900 đồng mọi người nhá. Đó, thì hôm nay mình sẽ đặt to một chút mọi người ạ. Bình thường mình chỉ đặt 10k, 20k, 50k thôi. Hôm nay mình đặt 100k luôn anh em ạ. 100k cửa xỉu nha, ở ván đầu tiên. Hy vọng là ván đầu tiên này mình sẽ giành được thắng lợi. Đó, thì trong cái buổi trong video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em một số cách soi cầu nhé anh em nhé. Thì anh em cứ chú ý vào cái cầu nó thôi. Đây, như kiểu đây chẳng hạn này, 4 xỉu này, giờ nó chuyển sang tài, mình cứ ngỡ là nó phải 5 ván xỉu cơ thì nó chuyển sang tài, nhưng mà không. Cờ bạc này nó biến hóa khôn lường luôn anh em ạ, biến hóa khôn lường luôn. Đó, thì nó lại chuyển sang tài rồi. Ok, gió chiều nào theo chiều đấy. Mình lại chuyển sang cửa tài em nhé. Chuyển sang cửa tài. Lúc đấy mình thua 100k cửa xỉu rồi, mình chuyển sang cửa tài, mình đánh 200k đây anh em ạ. Đánh 200k cửa tài đây anh em nhé. Ok, 15 điểm tài anh em ạ. 654, 456 rồi, một con số quá đẹp luôn anh em ạ. Quá đẹp luôn, 15 điểm ở cửa tài, viên mãn luôn. Viên mãn quá luôn. Đó. Thì mình nghĩ là nó đã chuyển sang cửa tài rồi đấy. 2 ván cửa tài rồi. Mình lại tiếp tục đặt cửa tài nhé. Đặt tiếp tục ở cửa tài 100k anh em nhé. 100k cửa tài, ok. Đó, theo cầu đó thôi. Anh em cứ theo cầu nó mà duyệt thôi. Hy vọng là nó đúng như mình dự đoán. Ồ không anh em ạ, nó lại chuyển sang cửa xỉu rồi. Biến hóa khôn lường luôn. Thua ván, rồi thắng ván, giờ lại thua ván. Ồ. Vậy là số tiền của mình đang bị âm đi 100k anh em ạ. Âm đi 100k, không sao. Thì ván này mình sẽ gỡ lại thôi. Mình lại đặt gấp thép lên. Lúc nãy mình thua 100k rồi. Ván này mình không được chắc chắn cho lắm á, nên mình vẫn chỉ đặt 100k thôi anh em nhé. Đặt 100k thôi. Để xem tình hình như nào. Tài anh em ạ. Ok. Đó lại về tài rồi. Phải chắc là nó đang cầu 1-1 không nhờ. Chắc là nó đang cầu 1-1 đấy. Ván này mình đặt nên là xỉu đặt tài ta. Theo mọi người thì mình nên đặt xỉu đặt tài. Cầu bẹt hay là cầu 1-1 đây. Ok. Thì ván này mình quyết định đặt xỉu đây nhá. Đặt cửa xỉu theo cầu 1-1 của nó. Hy vọng là đúng như mình dự đoán. Nó đã chuyển sang cầu 1-1. Ôi không anh em ạ. Nó lại tài 12 điểm rồi. Nó lại chuyển sang cửa tài 12 điểm. Thế ra ván này mình thua rồi anh em nhá. Nhưng không sao. Ván sau mình đặt gấp thép lên. Thắng là ok. Gỡ lại vốn vô cùng đơn giản luôn. Với số tiền hiện tại của mình có thua 10 ván cũng không sao nha. Thua 10 ván cũng không sao. Không có vấn đề gì hết. Mình trụ nổi đến 10 ván, 12 ván mình cũng chịu được. Vì số tiền của mình hiện tại là hơn 20 triệu. Mình chỉ đánh có 100k một thôi. Không sao, ok anh em ạ. Đó. Cái này mình đặt 200k ở cửa xỉu và đã thắng rồi đây. Đặt 200k ở cửa xỉu và đã thắng rồi. Thu lại 190k thôi anh em ạ. Thu lại 190k, ok. Thì nó cầu 1-1 đây. Nên là ván này chắc là mình phải nhảy cầu thôi. Nên là mình sẽ nhảy cầu anh em ạ. Nhưng mà có khi nào nó lại về xỉu không nhờ? Ok, đúng như mình phân vân luôn. Mình đang thắc mắc là lúc nãy 2 cửa tài rồi. Thì ván này có thể nó sẽ là 2 cửa xỉu. Và mình đặt xỉu. Và mình giành chiến thắng mọi người ạ. Đó, nhiều lúc suy luận rồi đưa ra quyết định ở phát cuối cùng luôn. Ở những giây cuối cùng mình đưa ra quyết định và mình giành chiến thắng. Cầu 22 nó mới được 4 ván thôi. Nó rất có thể là nó sẽ là 6 ván. Nhưng không, mình lại nghĩ lại, có thể nó sẽ chuyển sang bẹt xỉu. Ok, 9 điểm xỉu anh em ạ. 9 điểm cửa xỉu rồi. Mình lại ăn em nhá. Lại ăn vô trong các hàng cửa xỉu. Oh. Mình đang hy vọng là nó là bẹt xỉu lên. Nếu nó bẹt xỉu thì hay quá. Mình lại đặt xỉu anh nhá. Lại đặt xỉu 100k tiếp theo ở cửa xỉu. Anh em cứ tải CF68 về đi. Anh em chơi đi. Anh em nạp vào 500, 1 triệu chơi thử đi. Anh sẽ cảm nhận được sự yêu quý của nó như nào. Anh em sẽ chơi mỗi ngày luôn, nghiện luôn. Như mình chẳng hạn này. Đó, mình lại ăn 95k. Quá tuyệt vời luôn. Cảm giác mà không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà lại thu được lợi nhuận như này, thu được tiền. Quá tuyệt vời đây anh em ạ. Quá là tự hào luôn. Anh em tải CF68 về đi. Anh sẽ cảm thấy như mình. Lại xỉu anh em ạ. 9 điểm cửa xỉu. Nãy giờ mình ăn liên tục luôn. Đó. Lúc đấy mình bắt đầu chơi mình chỉ có 20 triệu thôi. Giờ mình đã có 21 triệu rồi anh em ạ. Đã có 21 triệu rồi. Mình đã có lợi nhuận 1 triệu rồi anh em nhá. Chỉ 5-10 phút thôi. Nếu số tiền mình đặt rất là nhỏ, 100k một thôi. Mình đã lên được 1 triệu một cách rất là nhanh chóng rồi anh em ạ. Rất là nhanh chóng, rất là dễ dàng. Chỉ ngồi điều hòa ở nhà thôi, không cần đi làm gì cả. Hiện tại thời tiết ngoài Hà Nội bây giờ rất là nóng luôn. 39-40 độ mà bảo bắt ra ngoài làm thì thôi chịu. Thì anh em cứ ở nhà đi, tải CF68 về chơi. Anh em ngồi điều hòa thôi, vẫn có lợi nhuận mỗi ngày. Nhưng mình chơi chẳng hạn này, mình đặt 30, 50, 100 thôi. Đấy, số tiền mình đặt thường là nhỏ như thế. Mỗi ngày mình thu được 1-2 triệu là rất là bình thường, nhưng mà thu được 1-2 triệu là bình thường luôn. Hơn nữa CF68 này rút tiền nạp tiền rất là đơn giản, rất là dễ dàng luôn. Nó liên kết với hầu hết các ngân hàng ở Việt Nam. Vietinbank, BIDV, Vietcombank, Techcombank, vân vân và vân vân anh em ạ, liên kết tất luôn. Đó, thế anh em đang sử dụng tài khoản ngân hàng nào thì anh em liên kết với nó. Thì anh em chơi, anh em lấy link tải game và mã code phần mô tả video mình nhá. Đó, thì anh em chơi, anh em tải về, anh em nạp 500k vào tài khoản để em chơi thử. Với số tiền 500k thì anh em cứ chơi nhỏ một thôi. Chơi thử xem như nào, xem con mình có hợp với cả game không, có xuân không. Mình đặt 10k một như mình thôi. Đó, thì anh em sẽ thắng lợi rồi, anh em sẽ ham, anh em sẽ đặt lớn, anh em đặt thêm vào. Đó là chuyện sau này thì không nói đến. Mỗi người một quan điểm, mỗi người một tính cách khác nhau anh em ạ. Đó, mình đặt cửa tài này anh em. Đặt cửa tài 100k vậy thắng rồi này. Ok, quá tuyệt vời luôn. Số tiền của mình là 21.300.000 anh em nhé. 21.300.000. Ok. Đó, nên mình đặt cửa tài 100k đã ăn rồi. Giờ ván này mình đã chuyển sang đặt cửa tài 100k tiếp anh em nhé. Đặt cửa tài 100k tiếp. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Ok. Lại ăn anh em nhé. Lại ăn đây này. Đó, anh em chú ý vào kết quả của mình thôi. Được. Không cần chú ý vào lời nói của mình quá nhiều thôi anh em ạ. Không cần chú ý vào lời nói của mình quá nhiều. Anh em chú ý vào cái kết quả mình đặt này. Mình đặt có hay thắng hay không. Đó, mình đặt có thắng hay không thôi. Đặt thua thì thôi, nói nhiều làm gì có hay làm gì. Chơi cứ thắng là được. Đó, anh em chú ý vào cái cách đặt của mình. Chú ý vào cách soi cầu của mình. Rồi anh em sẽ nghiền ngẫm, anh em rút ra kinh nghiệm cho anh em. Rồi thì anh em sẽ về bờ an toàn. Anh em có nhà, có đất, có sổ tiết kiệm, vân vân và vân vân. Đó là chuyện sau này anh em ạ. Đó là chuyện sau này. Còn hiện tại này thì anh em ấn vào người đầu tiên là anh em ấn vào nút đăng ký, subscribe. Anh em đăng ký kênh của mình. Anh em xem video của mình mỗi ngày. Đó, anh em xem video của mình mỗi ngày. Anh em thấy video hay, like, chia sẻ cho mình nhé. Tôi của mình cũng dài rồi. Hẹn anh em ở